Bán này các chị em mình ơi, chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là mã X7 kèm số điện thoại nhá. Mã X7 này bên em chọn bộ 3 sản phẩm, một dây chuyền kèm mặt này, một đôi bông tai và một chiếc lắc tay. Bên em đang có giá ở cửa hàng là hơn 1 triệu một bộ này, nhưng mà hôm nay giảm ngay trong livestream này cho các chị, chỉ còn 299.000 chọn bộ 3 sản phẩm này nhá. Chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là X7 kèm số điện thoại ạ. X7 là chọn bộ 3 sản phẩm, một dây chuyền kèm mặt, một đôi bông tai và một chiếc lắc tay rất là đẹp luôn. Giá chỉ còn 299.000 ngay tại livestream này nhá. Mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Mẫu này tắm giặt thoải mái, không phai, không đen, không ngứa. Cứ để lại số điện thoại nhanh cho em là X7 kèm số điện thoại. Chất liệu của nó là vàng non 10K. Các chị lưu ý hộ em là chất liệu vàng non 10K, không phải vàng 99, nhưng mà sẽ bảo hành cho mình là đeo trọn đời, không phai, không đen, không ngứa nhá. Để lại số điện thoại nhanh cho em là X7 kèm số điện thoại. 299.000 chọn bộ 3 sản phẩm như thế này thôi. Mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Đấy, bình thường các chị đi mua một dây chuyền kèm mặt hoặc một đôi bông tai đã là mấy trăm nghìn rồi đúng không ạ? Bây giờ với giá chỉ 299.000 mình được chọn bộ 3 sản phẩm nhá. Một dây chuyền kèm mặt này rất là sáng này, đá ruby này, phun đá này. Một đôi bông tai cũng đá ruby rất là sáng nhá. Và một chiếc lắc tay đá ruby luôn ạ. Đấy, chất liệu của nó là vàng non thấp tuổi 10K. Vàng non 10K, không phải vàng 99, nhưng mà bên em sẽ bảo hành cho mình là chọn đời, đeo không phai, không đen, không ngứa, tắm giặt thoải mái, mồ hôi muối thoải mái cho em nhá. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là mã X7 kèm số điện thoại. Chị Hồng mã X7 lên đơn cho mình này. Chị Minh nhận được bộ X7 này rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu này. Chị Ngọc mã X7 ok lên đơn cho mình nhá. Chị Hoa X7 ok lên đơn cho mình này. Còn chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay. Bộ X7 chọn bộ 3 sản phẩm như em đang cầm trên tay là gồm một dây chuyền kèm mặt, một đôi bông tai và một chiếc lắc tay. Em giảm ngay trong livestream này cho các chị, chỉ còn 299.000 chọn bộ 3 sản phẩm này thôi. Mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Đá ruby rất là sáng, chất liệu của nó là vàng non 10K, không phải vàng 999, nhưng mà bên em sẽ bảo hành cho mình là đeo trọn đời, không phai, không đen, không ngứa nhá. Tắm giặt thoải mái, mồ hôi muối thoải mái cho em. Bộ này đeo đi chơi, đi làm, đi tiệc rất là xinh. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là X7 kèm số điện thoại. Đấy, các chị xem này, một chiếc lắc tay đá ruby rất là đẹp này, một đôi bông tai này và một chiếc dây chuyền kèm mặt luôn nhá. 299.000 chọn bộ 3 sản phẩm này thôi. Để lại số điện thoại nhanh cho em là X7299K kèm số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện lại lên đơn nhất cho mình nhá. Chọn bộ 3 sản phẩm với giá chỉ còn 299.000 ngay tại livestream này ạ.